Sa-ru. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ lễ nhuộm y ca thi nát của chúng con làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ lễ nhuộm y ca thi nát của chúng con làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ lễ nhuộm y ca thi nát của chúng con làm trong ngày hôm nay. Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật, Nam mô Thập Phương Pháp, Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đặng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị nam non bệ núi cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh giữ, quy y theo mấy ngày tu thiền theo Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đứng lên. Tụng kinh không? Đâu tụng gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật. Và thu hương. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cụ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Đại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Giảng Văn Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô A Di Đà Phật. Thu hương. Thu hương. Nam mô A Di Đà Phật. Xá một xá và đồng quỳ xuống lại bốn lại và chí tâm đảnh lễ đảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên đảnh lễ đảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên đảnh lễ đảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên đảnh lễ đảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa xong đồng đứng lên. Xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Trí Bồ Tát. Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Đi kinh đi vòng vòng không? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà quý giá tượng trưng cho sự kiên nhẫn, lòng từ bi và sự thanh tịnh trong tâm hồn. Quá trình nhuộm y
Ni Ná cũng có ý nghĩa rất sâu sắc. Mạnh phải được chuộc giống như chúng ta trên con đường tu học cần phải trải qua quá trình thay đổi, chuyển hóa. Ban đầu vải có thể chưa được đẹp, nhưng sau khi nhuộm bằng những chất liệu đặc biệt được chế tác tỉ mỉ, vải trở nên đẹp và sạch sẽ. Đây là một phép ẩn dụ tuyệt vời cho hành trình tu tập của người con Phật. Qua mỗi giai đoạn, chúng ta cần phải chuyển hóa tâm thức, tẩy sạch những phiền não, những bất thiện để trở thành một con người thuần khiết và giác ngộ hơn. Chính vì vậy, việc nhuộm y Katina không chỉ là cúng dường vật chất mà còn là sự phản ánh của quá trình tu dưỡng bản thân, của sự chuyển hóa trong từng bước trên con đường giải thoát. Mỗi chiếc y Katina sau khi nhuộm xong là một biểu tượng của sự thuần khiết, của một tâm hồn an lạc và trong sáng. Nghi thức nhuộm y Katina cũng là một biểu hiện của sự tinh thần cộng đồng trong Phật giáo. Chư tăng trong suốt mùa an cư kiết hạ sẽ cùng nhau tiến hành việc nhuộm y để chuẩn bị cho mùa lễ y Katina. Đây là một hành động tập thể thể hiện sự đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong tăng đoàn. Trong mỗi bước của nghi thức, từ việc chọn vải, chuẩn bị vật phẩm cho đến quá trình nhuộm màu, tất cả đều mang tính chất hợp tác, cùng nhau chia sẻ công đức để đạt kết quả tốt đẹp. Đây là một thông điệp sâu sắc về tinh thần hợp tác và sự gắn kết trong cộng đồng Phật tử. Mỗi người không thể tu hành một mình mà phải phối hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu tập. Đối với người Phật tử, nghi thức nhuộm y Katina không chỉ là một nghi lễ trang nghiêm mà còn là cơ hội để chúng ta làm lại tâm hồn, tinh tấn trong việc cúng dường và hành trì Phật pháp. Qua việc tham gia vào nghi thức này, chúng ta không chỉ góp phần vào việc duy trì truyền thống Phật giáo mà còn là cơ hội tích lũy phước đức, làm giàu thêm tâm hồn và hướng về sự giải thoát. Mỗi chiếc y Katina mang ý nghĩa của sự hy sinh và lòng từ bi, là biểu tượng cho sự nỗ lực của chư tăng trong việc duy trì chánh pháp, đồng thời là nhắc nhở chúng ta về sự khổ nhọc gian truân của mọi người Phật tử phải trải qua để thành tựu quả vị giải thoát. Qua đó, nghi thức nhuộm y Katina này không chỉ là một hành động bên ngoài mà còn là sự giác ngộ trong tâm thức, là dịp để mỗi người tự nhắc nhở bản thân về sự thanh tịnh và lòng từ bi trong mỗi hành động của mình. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nghi thức nhuộm y Katina là một lễ nghi đầy ý nghĩa trong Phật giáo, phản ánh sự hy sinh, lòng từ bi và quá trình tu tập chuyển hóa của bản thân. Qua nghi thức này, chúng ta học được cách gắn kết với cộng đồng, hiểu sâu sắc hơn về bản chất của sự cúng dường, và quan trọng là nhắc nhở bản thân về con đường tu tập lâu dài, đầy thử thách nhưng cũng đầy ánh sáng giải thoát. Nguyện từ nay về sau sẽ luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, thực hành những điều tốt đẹp mà Phật dạy, để mỗi ngày trong cuộc sống đều là một bước tiến gần hơn đến sự giải thoát và giác ngộ. Theo truyền thống, nghi thức nhuộm y Katina bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế. Một lần chư tăng cư kiết hạ, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra khi một vị cư sĩ đến dâng tặng y phục cho chư tăng. Tuy nhiên, vì không đủ y phục cho tất cả tỳ kheo trong tăng đoàn, Đức Phật đã chỉ dạy khi mùa an cư kết thúc, một y phục mới có thể được dâng lên cho toàn thể tăng đoàn. Nhưng điều quan trọng không phải là
chỉ là y phục mới, mà là tấm lòng thành kính và sự tôn trọng đối với chư tăng. Nghi thức nhuộm y Katina đã trở thành một cách thức để chư tăng có thể tạo ra y phục mới từ những mảnh vải còn sót lại trong mùa an cư. Việc nhuộm y Katina không chỉ là một hành động thể hiện lòng biết ơn đối với sự bảo bọc của chư tăng trong suốt mùa an cư, mà còn là cách thức thể hiện sự cúng dường đầy tâm thành của người Phật tử. Sau khi chúng ta nhuộm y xong, kính mời chư Phật tử chúng ta đứng xung quanh để xem nghi thức chư tăng sẽ nhuộm y Katina để chuẩn bị cho đại lễ dân y Katina, một nghi thức rất là đặc biệt, hy hữu chưa từng có trước nay. Kính mời chư Phật tử hoan hỷ, chúng ta một lòng thành kính, nhất tâm cầu nguyện, chí tâm đảnh lễ, hướng về nghi thức nhuộm y Katina, một truyền thống cổ xưa có từ thời Đức Phật. Mời tất cả Phật tử chúng ta hoan hỷ tiến về khu vực nhuộm y Katina. Mời gia đình thí chủ hoan hỷ tiến vào khu vực nhuộm y Katina để xem quá trình chư tăng sẽ thực hiện nhuộm y Katina như thế nào. Một nghi thức có từ thời kỳ cổ xưa, từ thời Đức Phật còn truyền lại cho tới bây giờ. Sa du sa du. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ, lễ nhuộm y Katina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ, lễ nhuộm y Katina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ, lễ nhuộm y Katina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa du sa du sa du. Samichi patipanno bhagavato savaka sangho yadidan chattari purisa yugani atta purisa puggala eta bhagavato savaka sangho auniyo pauniyo dakkineyo anjali karaniyo anuttaram punyakketan lokakati. Không để mình đi vô đi đá cái được rồi. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo. Xin chư thiên và nhân loại
hoan hỷ phước báo đại lễ nhuộm y Kathina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo đại lễ nhuộm y Kathina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ đại lễ nhuộm y Kathina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa thú, lành thai Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ đại lễ nhuộm y Kathina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa thú, lành thai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo đại lễ nhuộm y Kathina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa thú, lành thai. Ủa nó ra rồi, ra màu rồi. Ra màu rồi, đúng rồi. Thêm sa đu sa đu sa đu. Rượu, bây giờ rượu, rượu. Làm cho nó khô giống như mình phơi khô vậy đó. Sa thu, sa thu, sa thu. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo đại lễ nhuộm y Kathina của chúng con làm trong ngày hôm nay. Sa thu, sa thu, lành thai. 5 phút nha quý vị. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Supatipanno bhagavato savaka sangho. Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho. Samiti patipanno bhagavato savaka sangho.
යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනියෝ පාහුනියෝ දකිනියෝ අංජලි කරණියෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්වාති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීතිපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනියෝ පාහුනියෝ දක්ඛිනියෝ අංජලි කරණියෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්වාති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීතිපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනියෝ පාහුනියෝ අංජලි කරණියෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තං ලෝකස්වාති සාදු සාදු සාදු. Buổi lễ gồm y Kathina vào giờ này gia đình thí chủ cung thỉnh Iti viso phagawa arahang sama sambuato vicha sarana sambano suvato lokavidu anuataro purisadama saratisata devamano sanang buato phagawati. Sa thu sa thu sa thu Thank you.
Suối Tiên long trọng cử hành đại lễ dân y Kathina Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Vào giờ này, ban tổ chức chúng tôi xin mạn phép thông qua chương trình buổi lễ sáng nay được diễn tiến như sau: 8 giờ chư Phật tử tề tựu, 8 giờ 30 nghi thức nhuộm y Kathina, 9 giờ nhiễu Phật 3 vòng, 10 giờ cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng quang lâm Phật điện, 10 giờ Thank you.
đối với chúng con, hôm nay là dịp trọng đại để thể hiện tấm lòng biết ơn đối với chánh pháp, đối với vị thầy cũng vừa là người mẹ dìu dắt chỉ dạy chúng con bước đi trên con đường giải thoát. Chúng con ý thức rằng hành động chân ngay này là một phần trong việc xây dựng thiện nghiệp cho chính mình, tạo nền tảng vững chắc cho đời sống sau khi kết hôn của chúng con sau này. Từ đây chúng con nguyện giữ gìn tâm hạnh trang nghiêm, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ. Hôm nay chúng con thật sự xúc động và tự hào khi được vinh dự tham gia lễ dân y Katina tại ngôi chùa Long Hoa trên đảo này. Đây là nơi hội tụ của lòng thành kính, là nơi đón nhận những vật phẩm quý giá mà chúng con mang đến với tất cả lòng thành. Mùa an cư thiên hạ năm nay tại chùa Long Hoa trên đảo chỉ là một dịp để chuyên tâm tu tập, mà còn là thời điểm để đại gia đình Phật tử của chúng con đóng góp công đức, tích lũy phước báo. Chúng con hiểu rằng không phải chỉ có sự cúng dường vật chất, mà quan trọng hơn là sự cúng dường tâm, cúng dường lòng thành và cúng dường thiện nghiệp mà chúng con đã dâng hồi. Với tất cả tấm lòng thành kính và lòng tri ân vô hạn đối với Phật pháp, chúng con thành kính dâng tâm y Katina và những vật phẩm họ vận đến chư vị tại buổi lễ hôm nay. Đây không chỉ là một hành động bên ngoài mà là sự thể hiện của một tâm hồn mong muốn hướng về chân lý, một tâm hồn nguyện sống trong chánh pháp, mong muốn hành trì những lời dạy cao quý của Đức Phật và trong từng bước chân lý, từng lời nói, từng hành động của chúng con. Chúng con nguyện sẽ mang theo sự nhắc về tấm lòng thành kính, kính trọng và biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, sư cô, với Phật pháp và tăng đoàn. Chúng con hiểu rằng việc dâng y Katina không chỉ là một nghi thức cúng dường, mà còn là một dịp để tự nhìn lại bản thân, kiểm nghiệm lại những hành động, lời nói và suy nghĩ của mình trong suốt thời gian qua. Mỗi lần dâng y Katina là mỗi lần chúng con làm mới lại những lời nguyện tu tập, làm mới lại ý thức về vô thường cuộc sống, về ý nghĩa việc sống trong chánh pháp. Dù cho thế gian này có bao nhiêu biến động, nhưng nếu chúng con luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, hướng về trí tuệ và từ bi, thì chắc chắn con đường giải thoát sẽ luôn mở ra trước mắt. Chúng con xin nguyện từ nay về sau luôn lấy chánh pháp làm kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày, luôn hướng về ánh sáng của trí tuệ và từ bi bao la mà Đức Phật đã trao truyền. Chúng con xin dâng tất cả tấm lòng chân thành nhất lên Đức Phật, để nguyện đời này và đời sau chúng con luôn được sống trong bình an, trí tuệ và từ bi. Kính bạch chư tôn đức, quý Phật tử và toàn thể đại gia đình Phật tử, chúng con xin chân thành cảm tạ sự từ bi của Đức Phật, sự hướng dẫn của sư cô và sự hộ trì của chư tăng. Chúng con xin gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử, những người đã đồng hành cùng chúng con trong việc tổ chức buổi lễ dân y Katina hôm nay. Nhờ có sự hỗ trợ của tất cả quý vị mà buổi lễ này mới có thể diễn ra trang nghiêm và đầy đủ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được sống trong an lạc, trí tuệ và sự bình an vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt chư tăng cũng tán thán công đức của gia đình quý chủ Trang Đinh Giang Thâm đã phát tâm trong sạch cúng dường dâng y Rasa Katina đến chư thiện phi ông tăng nhập hạ tại khu du lịch Suối Tiên. Kính thưa quý vị, nhân viên đại lễ tương phùng may lành kết động vui cùng nhân thiên
Ca Thi Ná quả Phước Điền, Tam Y quả Phát, Kê Vi Kiết Tạng. Và khi chúng ta cúng dường Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná, phải khởi lên tâm, đó là chúng ta phải Kê Vi Kiết Bàn giải thoát. Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná là một cái phước báo cao quý. Trong các sự bố thí, bố thí Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná là bố thí tối thượng, cao thượng và tối thẳng trong các sự bố thí. Và bố thí Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná cũng gọi là Xuất Bố Thí Xá Ra Đá. Xuất Bố Thí Xá Ra Đá tức là những vị thiện trí thức. Thì những vị thiện trí thức, những vị này mới cởi lên cái tâm cúng dường mạnh mẽ Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná. Đặc biệt là gia đình thí chủ Giang Thâm là con gái của sư cô Pháp Viên, và theo một gia đình truyền thống đạo đức của Phật giáo, đặc biệt là gia đình có một người mẹ tuyệt vời đã phát tâm chăm sóc để xuất gia cống hiến cuộc đời còn lại cho đạo pháp. Và khi con gái lớn lên với sự trưởng thành của Phật giáo, là người Phật tử tính tâm, đã phát tâm trong sạch, những tịnh tài tịnh Phật, đã phát tâm cúng dường đại lễ Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná năm 2021 tại khu du lịch Suối Tiên. Đây là một cái công đức rất là vô lượng. Và chúng tôi cũng biết rằng là sắp tới là gia đình của sư cô có một người con gái chuẩn bị lấy chồng, cũng là thí chủ đại lễ Đại Thanh Tăng. Đây là một sự quan hệ vui mừng thành, thì cái người mẹ lúc nào cũng vui mừng quan hỷ. Mà đặc biệt là con đã trưởng thành trong giáo pháp của Đức Phật. Trong các sự trưởng thành, đây là sự trưởng thành tối thánh nhất. Đó là cái sự mong muốn của người cha, người mẹ dành tình yêu thương cho người con của mình. Đối với tình thương của cha mẹ dành cho con cái vô bờ vô bến, và cái tình thương ấy cũng chưa đủ, và có một cái tình thương đầy đủ cho người con, đó là người cha người mẹ biết cách dìu dắt đứa con mình vào con đường chánh pháp, dìu dắt đứa con của mình có cái tâm hướng thiện. Và đặc biệt là ngày hôm nay, gia đình đại thí chủ Giang Thanh là con gái của sư cô đã phát tâm trong sạch mạnh mẽ để cúng dường đại lễ Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná chư tỳ kheo tăng tại khu du lịch Suối Tiên. Đặc biệt năm nay có thượng tọa Bên Nha là một vị trưởng lão tỳ kheo ở đất nước Sri Lanka nhập hạ 3 tháng an cư tại khu du lịch Suối Tiên và các chư vị tỳ kheo tăng. Nên cúng dường một cái công đức phước báo này, đây là một cái công đức rất là thù thắng. Và đặc biệt hơn nữa, Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná năm nay được Phần Tê Vương Nhá ở đất nước Sri Lanka là cho dệt y cà sa, Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná. Và những hình ảnh mà chúng tôi vừa nhìn thấy, chư tăng Phật tử đều khởi lên cái tâm đại hoan hỷ. Chính vì lẽ đó, Chân Y Ca Sa Ca Thi Ná năm 2024 tại khu du lịch Suối Tiên là một công đức, một phước báo rất là to lớn, đặc biệt là gia đình đại thí chủ Giang Thanh. Và cái công đức này, phước báo này là cái nền tảng để cho thí chủ và cái tương lai để phát triển về cái đạo pháp, phát triển về đạo tâm, là một người con xứng đáng trong chánh pháp của Đức Phật. Đặc biệt là con phải sống như thế nào cho xứng đáng khi có một người mẹ tuyệt vời đã xuất gia trở thành một vị tỳ kheo. Cha mẹ con, đặc biệt là mẹ của con, xuất thân một gia đình dòng tộc giàu có, quyền lực ở đất Sài Thành, và từ bỏ tất cả để xuất gia trở thành một tỳ kheo ni.
và con chính điều đó phải noi gương theo người mẹ và học cái tâm buông bỏ, một cái tâm từ bi và thương xót chúng sanh. Khi có những tài sản vật chất phải biết cách để chia sẻ những người đau khổ và có tâm tịnh tín nơi đạo pháp, hộ trì chánh pháp. Và một lần nữa thay mặt chư tăng ni và cầu nguyện cho đại thí chủ ngày hôm nay đã phát tâm trong sạch Giang Y Ca Sa Ca Thi Ná được thành tựu như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa sa. Vào giờ này kính mời gia đình thí chủ hoan hỷ tiến lên phía trước để chúng ta dâng đang cúng dường tam bảo. Cầu cho các bậc